Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển cái chuỗi này nè. Cái dãy chuỗi này thay vì là chúng ta tính xuất trực tiếp ở đây thì chúng ta sẽ đưa nó vào một cái chuỗi. Chuỗi này mình gán lúc đầu là nó sẽ bằng chuỗi rỗng, là chưa có gì hết. Chưa có gì hết. Rồi ở chỗ này mình sẽ gán chuỗi vô đây. Cứ sau khi mà mình lấy được một số dư thì chuỗi sẽ bằng chuỗi cộng với một cái khoảng trắng, rồi cộng với số thu chữ của cái số dư. Đó, bạn nào hiểu thì hiểu ngay, còn không hiểu thì thầy chạy lên thì các bạn sẽ thấy đó, nó ra cái gì. À trời ơi, ông già đản trí quá, biết tại sao không? Tại sao mà đản trí thế, cứ nghĩ là mình làm rồi. Biết không? Em biết À. rồi, thầy chỉ có số 1 với số 0 thôi, mà thầy bấm số 3, số 4 nó không ra. Thiệt là nãy giờ quên chú ý trên này luôn. Mấy đứa nó nhìn nó cũng 5. À, nhiều khi đản trí dễ sợ luôn. 6. Nó không ra là đúng rồi, nó đâu có hiểu đâu mà ra. Bảy tám chín, bảy tám chín. Rồi như vậy là mình đã có từ 0 đến 9 và chuỗi. Rồi chỗ này mình bỏ cái này luôn đi. Rồi số cộng số dư cộng, ok, chạy lại thì coi nào, 1 2 3 4 5. Khó gì? Số bằng, đem cái số bằng số chia 10 đem lên trước cái chuỗi á trước cái chuỗi đâu, chỗ này đem trước đem sau cũng không có quan trọng, bởi vì mình đang lấy số dư thôi mà. Mình chỉ lấy số dư. Bây giờ nó xuất cái này ra được. Coi thì nó xuất có hết không? Khó gì trời, tiền gì xảy ra? Hay là nó vẫn lấy cái cũ? Nó giờ nó mới chịu ra đó. Giờ nó mới chịu ra đó. 1 2 3. Lại không ra. À, vậy là có vấn đề gì chỗ này rồi. Có vấn đề gì chỗ này rồi. Một hai ba, có vấn đề gì chỗ này rồi.
3 1 1 3 2 đâu? Tào Lao. Tào Lao. Hai. Hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABC. Rồi, bỏ cái ABC này đi. Bỏ luôn cái dòng này đi. Một hai ba bốn năm. Rồi, ok, được chưa? Như vậy là mình đã chuyển cái chuỗi thành số. Nó thiếu một cái lỗi nữa là return ở đây. Return ở đây thì mặc dù là nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà quay trở ngược lại á, thì nó bị lỗi là không có kết thúc được cái hàm này. Cho nên là mình sẽ đưa thêm đó vô thôi, chứ không có gì thêm cả. Chuỗi là bằng cái chuyển cái số đó cộng với cái chuỗi cũ. Rồi, bây giờ mình sẽ nhét cái gì vô? Nhét cái gì vô? Ví dụ chỗ này đi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thì có phải ở giữa cái số mà mình tách ra ở đây nè. Mình có số 1, chữ 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Và chỗ này có phải là 30 không? 30, 200, 1000. Đó. Như vậy là ngàn nè, trăm nè, chục nè. Mình sẽ chèn vô vực giữa. Ngàn, trăm, chục mình chèn vô giữa. Như vậy ở phía trước cái ngàn nữa, nó cũng là chục, trăm, triệu, chục, trăm, tỷ, đúng không? Chục, trăm, triệu, chục, trăm, tỷ. Như vậy thì ở đây là vị trí số mấy đây? Ví dụ như mình tính ở đây là vị trí số 1, thì đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ mỗi lần mình chia là mình tính một vị trí, được chưa? Mỗi lần mình chia là mình tính một vị trí. Như vậy bắt đầu từ vị trí số 2, mình chèn chữ chục. Số 3 mình bỏ. Số 4 mình chèn chữ trăm. À, số 4 mình chèn chữ trăm. Hoặc là mình chọn số này là 1, 2, 3, 4. Mình chỉ lấy cái phần này thôi. 1, 1. Nếu mà 1 thì mình không chèn gì hết. Nếu mà có cái hàng chục thì mình chèn chữ chục. Nếu có hàng trăm thì mình chèn trăm. Như vậy chỗ này là 1, 2, 3, 4. Được chưa? Vị trí này là 1 là không chèn nè. Nếu chỉ có đơn vị nè. 2 là có hàng chục là chèn chữ chục vô nè. 3 là có hàng trăm thì chèn chữ trăm vô. 4 là có hàng ngàn thì chèn chữ ngàn vô. Được không? 1 là không chèn. 2 là chèn chữ chục. 3 là chèn chữ trăm. Đó, như vậy mình đang suy nghĩ như vậy. Thì cái này nó cũng có giống như là lệnh xích cây không? 2 thì chục, 3 thì trăm, 4 thì ngàn. Được chưa? Đó. Như vậy thì mình sẽ nghĩ thêm một cái đoạn nữa.
mình chèn một cái chữ thêm vào đây, chứ không chỉ là khoảng trống không, không chỉ là khoảng trống không, mình đang chèn khoảng trống, nhưng mà mình thay cái khoảng trống này bằng cái chữ là chục, trăm, ngàn, chục, trăm, triệu, chục, trăm, tỷ thì nó sẽ ra. Bây giờ mình sẽ viết thêm ở chỗ cái này một cái hàm string trả về cái thêm thêm vào giữa đó, mình chỉ để là thêm thôi, vị trí rồi tùy thuộc vào cái vị trí mà mình sẽ chèn thêm chữ gì, tùy thuộc vào vị trí mà mình sẽ chèn thêm chữ gì đó. Như vậy thì mình sẽ dùng là shift key, shift cái gì, shift vị trí. Case. Nếu vị trí là 2 thì mình chèn chữ chục. Nếu vị trí là 2 thì mình sẽ return chữ chục. Còn nhiều vấn đề mình phải xử lý lắm, nhưng mà mình cứ tạm thời như thế. Nếu vị trí là 3 thì mình chèn chữ trăm. Đó. Nếu vị trí là 4 mình chèn chữ ngàn. Rồi, tương tự như vậy. Copy cái này cho nó nhanh. Nếu vị trí là 5 chèn chữ chục, vị trí là 6 chèn chữ trăm, vị trí 10 chết 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 6 7 8 lộn rồi, 30 chứ sao chục được, 30 30 giờ này chữ chục thành chữ 10, chữ chục là thành chữ 10. Ủa thầy, em tưởng là ngàn nó nhỏ nhất chứ thầy, trăm trăm xong rồi chục rồi mới tới Trăm, ngàn. ngàn nè, 1234 11 ngàn. đó, một ngàn Ủa chứ hai không phải trăm ba là 120. Một đâu, trăm số của thầy là 1234 mà, thì có phải là là một ngàn hai trăm ngàn ba bốn hai chứ, hai trăm trăm ba mươi ba mươi bốn không? bốn đúng rồi. À, ủa chứ không phải tính theo giá tiền à? Thì tiền đó Đọc số mà tính tiền gì? thì tính tiền cũng là 1.234 đồng. Nếu cần thì em thêm chữ đồng phía sau này nữa là 1.234 đồng. Ủa em tưởng là trăm lớn hơn chứ. À Học tiếp lại đi đọc thầy. số đi, học lại đọc số đi. Ok rồi, 100.000, 100 triệu, ok 100 triệu, chỗ này là triệu. Ủa, 10 tương ngàn. tương tự như vậy mình copy lên, Ủa nó thầy, không sẽ phải hàng có trăm là hàng cuối năm rồi phải là từ 10 ngàn. từ từ Rồi cái đó. từ 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 thử đi nó ra đúng hay sai rồi tính tiếp. Mười trăm triệu, 100 tỷ. Rồi chỗ này là số, số 5, số 6, số 7, số 8, 9, số 10. Rồi ra đây mình return rồi. Bây giờ mình sẽ thêm chỗ này mình có một cái int vị trí. Vị trí lúc đầu mình cho bằng không, mình cứ làm ha, mình cứ làm, nếu mà sai thì mình sẽ điều chỉnh. Rồi chỗ này
sẽ Gì? là bằng hồi nãy mình làm cái hàm là gì? Thêm thêm vị trí. Rồi dưới này cứ sau một lần thì vị trí của mình sẽ tăng lên một, đúng không? Sau một lần thì vị trí sẽ tăng lên một. Vị trí cộng bằng một, đó là cái cách để mình tăng lên một. Rồi thử chạy thử nha. Vị trí 1, 2, 3, 4, Enter. Thiếu khoảng trắng không đọc được, cộng với khoảng trắng, cộng với một hai ba bốn 1234. Ok, bây giờ dài hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đâu đâu tự nhiên gõ đây. F11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 123.456.789. Đúng không? Đúng không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 123.456.789. Được không? Đó, code của chúng ta như vậy. Nó hơi bị rối cái chỗ số chữ thôi, đúng không? Còn cái phần sau là khá đơn giản. Rối ở chỗ là ông già quên cái khúc sau. Ông già quên cái khúc này. Chỉ có 0 với 1 thôi mà bảo nó chạy là nó không chạy. Rồi bây giờ sẽ cho các bạn cái code này luôn. Các bạn sẽ xem lại và các bạn code lại giúp thầy. Đó, xem lại và code lại giúp thầy. Để coi có gì xóa bớt không. Chuỗi nhập vào một số